Sài Gòn còn cho tuổi thơ chúng tôi biết thế nào là cái ngọt ngào, thơm, mát của nước đá Nhận. Trong sân trường tiểu học của trường Thạnh Mỹ Tây, tôi được cái đá Nhận đầy màu sắc đầu tiên. Một khối nước đá nhỏ đặt trên một lưỡi dao bào, bào vào cái ly bên dưới. Khi đầy ly, ông bán hàng ấn nhận nước đá ép xuống, đổ ngược ly lại, lấy cái khối nước đá xôm xốp có hình dáng cái ly ra. Rắc siro xanh đỏ, có khi còn có màu vàng và màu xanh lá cây với vị bạc hà nữa. Gọi là nước đá Nhận, học trò trẻ con, bạn thân sung sướng chia nhau ở sân trường, mỗi đứa múc một cái, truyền tay nhau. Nước đá Nhận, bánh kẹo ở sân trường trong những giờ ra chơi đều được mua bằng đồng bạc xé hai này. Một thời gian sau, tiền không xé nữa, được thay bằng đồng bạc 50 xu bằng nhôm, hình tròn, một mặt có hình Tổng thống Ngô Đình Diệm, mặt sau là hình khóm trúc, biểu hiện cho tiết trực tâm hư. Cuộc di cư năm 1954 giúp cho người Việt hai miền Nam Bắc hiểu nhau hơn. Người Bắc sống và lớn lên ở Sài Gòn ở thế hệ chúng tôi học được cái đơn sơ, chân phương của người miền Nam. Và ngược lại, những bạn học người Nam của tôi cũng học được cái ý tứ, lễ phép, đôi khi đến cầu kỳ của người miền Bắc. Cái chuyện đồng bạc xé hai đó tôi cũng có trải qua hết, trong chợ mà, tôi ở trong chợ. Nhưng mà về sau đó thì chính phủ Ngô Đình Diệm ra luật cấm tiền thì không xé nữa được, thành ra từ đó là không được xé đôi đồng tiền nữa. Hồi đó có luật buồn cười lắm, luật không được xé tiền này, luật ra đường phải mặc áo. Ừ, mấy anh thanh niên ở trần không à, nhất là mấy ông tàu mà còn sờ lọn nó không ở trần ra ngoài đường thì sao nó không cho nữa, phải giữ lịch sự trong thành phố. Ở đây có hai cái món mà tuổi trẻ tôi mê, nhất là bắp nướng, thứ hai nữa đã nhận. Bắp nướng chắc cô còn được ăn, nhìn nước bắp nước đã nhận thì chắc là không Dạ có ạ. có Dạ, hả? đó là siro À, á siro, đúng rồi, thầy. Siro đá bào. ở đó chúng tôi là nước đã nhận. Bắp đó thì thực sự ra bắp người miền Nam làm ngon hơn. Miền Bắc chúng tôi đó, cái gọi là ngô, có cái này món thôi. Thứ nhất đó, là ngô luộc, thì luộc lên thôi. Thứ hai đó, là ngô rang. À, ngô rang tức là vẽ từng hạt ra, xong rồi cho chảo rang lên. Mà Thì trong trong chảo là có cả cát nữa đúng không thầy? ừ, rồi Rang cái xong rồi kiểu lọc mà có ra, cát đúng rồi, đó, dạ. cho nó Nó giữ được cái nổ nóng ra mà, đó, dạ. vậy nó nẻ ra một chút xíu. À, ăn cũng thơm ngon. À, thứ ba nữa là nướng, nhưng mà ngoài Bắc á, như tôi nhớ không lầm, nướng không thôi rồi ăn thôi, Không có mỡ hành. không có mỡ hành. Trong Nam chỉ cái mỡ hành ngon thiệt Ngon chứ, tôi quá thấy còn ngon quá thầy. cho ngon vừa, rất ngon. Thêm cái mỡ hành Ừ, nó độc không mỡ đáo hành lắm. thì thiếu thiếu lớn. Mà hồi xưa ở Bắc chúng tôi thì không có ăn mỡ hành, chỉ có cái ngô nướng lên thôi nè. Ra ngoài ruộng ngô đó bẻ xong rồi nướng ngay ăn, nó cũng ngon Cũng nhưng mà ngon. nó không hấp dẫn bằng có mỡ hành Dạ được. đúng rồi thầy. Còn nước đã nhận, hồi đầu tôi không biết gọi chữ nhận, tôi gọi nước đá nhẵn không à, tại vì thấy các bạn miền Nam nói nước đá nhẵn thì Nhận tôi gọi nước đá nhẵn, nhận thì sao biết là nó có ý là nhận. nhận Nhận tức là ấn chặt ấn xuống, xuống. ấn chặt xuống. Mà bà này bà tả đúng thật, có 50 xu thôi mà, gọi là năm cắc, năm cắc thì mua được một cái thôi, mà một đám mua được hít một cái. Truyền tay nhau Ở chuyện dễ thương hít xong tất cả vôi mọt, đứa thì đen, đứa thì vàng, đứa thì quá. đỏ, đứa thì xanh tùm lum hết, tại vì trong siro nó có màu. Màu Ừ, cái cảnh đó là cái cảnh mà chúng tôi không thể nào quên được. Mà ở miền Bắc mới vào mà thấy cái gì nó cũng lạ hết. Tụi tôi ở bên nhà bên này, bên cạnh là một gia đình người miền Nam mà gọi là nhà cây ấy, mà tức là nhà bằng gỗ mà ván ghép giữa hai nhà mỏng lét. À, bên này nhòm thấy bên kia. Thấy. Ừ, buổi sáng tôi cứ bò ra cười thôi, bên kia thấy bà mẹ bà ấy sai đứa đứa con đó, gọi ông bố xuống ăn sáng đó. Ông bố thì ở trên trên gác, gọi trên lầu, ba má nói xuống ăn đồ. Thì bọn tôi cười cười lăn đùng ra với nhau.
Tại vì cái chữ đó thì người Bắc là nó là ghê, ghê lắm, dạ. Nó là một cái chữ nghĩa khác. Dạ. Mà trong Nam thì đâu có gì đâu. Cười chết được. Dạ. Nhưng mà chúng tôi cũng là trò cười cho họ nhiều lắm. Dạ. Mà không, chúng tôi nói thì họ bên kia cũng bỏ ra cười. Dần ra thì hiểu nhau hết. Nhưng mà rồi chúng tôi lớn lên. Dạ. Bà Trần Mộng Tú thì cũng lớn lên. Chúng tôi cũng lớn lên. Thì cái kỷ niệm của tuổi chúng tôi lớn lên á, thì nó lại khác, không còn thơ dại thế này nữa. Yeah. Có đọc tiếp một đoạn nữa khi chúng tôi lớn lên như thế nào thì nó khác. Sài Gòn với xích lô đạp, xích lô máy, taxi, Vespa, Lambretta, Velo, Mobilet là những phương tiện di chuyển mang theo đầy nỗi nhớ. Kỷ niệm thơ mộng của một thời trẻ dại, hương hoa và nước mắt. Sài Gòn với những cơn mưa ập xuống thành lình vào tháng 5, tháng 6. Tiếng mưa khua vang trên những mái tôn, tắm đẫm những hàng me già, ướt sũng những lối đi vào ngõ nhà ai. Sài Gòn với mùa hè đỏ rực hoa phượng vĩ, in xuống vạt áo học trò, với những hoa nắng loang loang trên vai áo bà ba của những bà mẹ là những mảng ký ức ngọt ngào trong tâm của chúng tôi. Mỗi tuổi đời của tôi đi qua như những hạt nắng vàng rắc xuống trên những hàng me bên đường, như mưa đầu mùa rụng xuống trên những chùm hoa bông giấy. Những tên đường quen thuộc, mỗi con phố đều nhắc nhở một kỷ niệm với người thân, với bạn bè. Chỉ cần cái tên phố gọi lên, ta đã thấy ngay một hình ảnh đi cùng với nó, thấy một khuôn mặt, nghe được tiếng cười hay một mẩu chuyện rất cũ, kể lại đã nhiều lần vẫn mới. Ngay cả về đường, chỉ một cái bước hụt cũng nhắc ta nhớ đến một bàn tay đã đưa ra cho ta níu lại. Âm thanh của những tiếng động hàng ngày như tiếng chuông nhà thờ buổi sáng, tiếng xe rồ của một chiếc xích lô máy, tiếng rao của người bán hàng rong, tiếng chuông len keng của người bán cà rem, tiếng gọi nhau ơi ới trong những con hẻm, tiếng mua bán xôn xao khi đi qua cửa chợ, vẻ im ắng thơ mộng của một con đường vắng sau cơn mưa, làm lên một Sài Gòn bền bồng trong nỗi nhớ. Sài Gòn mỗi tháng, mỗi năm dần dần đổi khác. Chúng tôi lớn lên, đi qua thời kỳ tiểu học, vào trung học thì chiến tranh bắt đầu thấp thoáng sau cánh cửa nhà trường. Đã có những bạn trai thi rớt tú tài phải nhập ngũ, những giọt nước mắt đã rơi xuống sân trường. Sau đó với ngày biểu tình, với đêm giới nghiêm, với vòng kẽm gai, với hỏa châu vụt bay lên, vụt rơi xuống, tắt nhanh như tương lai của cả một thế hệ lớn lên giữa chiến tranh. Sài Gòn như một người tình đầu đời để cho ta bất cứ ở tuổi nào, bất cứ đi về đâu, khi ngồi nhớ lại vẫn hiện ra như một vệt son còn chói đỏ. Sài Gòn như một mảnh trầm còn nguyên vẹn hương thơm, như một vết thương trên ngực chưa lành đang chờ một nụ hôn dịu dàng đặt xuống. Tôi đang định nhân cơ hội này cũng chia sẻ thêm một chút những cảm xúc của tôi về Sài Gòn vào tuổi chúng tôi lớn, đi học trung học như thế nào, đi học đại học làm sao, là một cậu giáo trẻ dạy ở trường tư thục như thế nào. Nhưng mà có lẽ tốt hơn hết là tôi không kể. Để chi? Để chúng ta đọng lại những suy nghĩ về những gì nhà văn Trần Mộng Tú mới viết đây. Nhiều hình ảnh rất là đẹp. Yeah. Còn những kỷ niệm của tôi xin để dành đến một dịp khác. Nhưng mà trong đây đó, cái phần cuối bà Trần Mộng Tú viết về chiến tranh, viết về những lo sợ của con người Sài Gòn cũng như là con người Việt Nam nói chung vào giai đoạn càng ngày cuộc chiến càng khốc liệt và người ta có nhiều nỗi buồn, những cặp tình nhân phải chia lìa. Và những cô nữ sinh lớp 11, 12 thôi, thấy mình đã lớn lắm rồi. Lớn ở trong những suy nghĩ, ở trong tâm tưởng, ở trong nỗi buồn. Gặp một em bé học lớp 6, thì thấy rằng giữa mình và em đã cách xa nhiều lắm rồi. Cách xa không hẳn chỉ ở trong tuổi tác, nhưng mà trong suy nghĩ. Vì em lớp 6 thì em còn ngây thơ lắm. Mình lớp 12 rồi, thì mình đã có những kinh nghiệm về chia lìa, kinh nghiệm về nỗi buồn và những lo lắng của con người trong xã hội thời chiến. Có một bài thơ viết rất hay, ký tên là Trần Bích Tiên.
Tựa đề là Em lớp 6. Một cô lớp 12 trên đường đi gặp em lớp 6. Rồi quen biết nhau. Rồi người chị lớp 12 đó tâm sự cho em nghe. Có thể em không hiểu nhưng mà nói được cái điều mình đang suy nghĩ. Riêng tôi thì cũng như một số người khác biết, hiện tại tác giả Trần Bích Thiên này đang ở bên Mỹ này. Và tên thật là Bùi Huệ Thu. Ở trên phường San Jose. Cũng tham gia nhiều sinh hoạt văn học nghệ thuật. Có một lần tôi đã được gặp. Lúc gặp tôi không biết đó chính là Trần Bích Tiên. Về sau này tôi mới biết. Cô đọc cái bài thơ đi. Này em lớp 6, này em nhỏ, gặp em rồi không quen em đâu. Chiều nay hai đứa về qua phố, rất tự nhiên mà mình quen nhau. Em chạy tung tăng không mắc cỡ, chị thì bước bước chậm theo sau. Tuổi 12 chị xa vời quá, chị gọi em chờ em chạy mau. Này em lớp 6, này em nhỏ, em hãy dừng chân một chút lâu. Chị vuốt tóc em rồi chị nhớ, tóc em thơm ngát mùi hương cau. Hương cau vườn chị xa như tuổi, ba má chị nằm dưới mộ sâu. Vườn cũ nhà xưa tàn với lửa, chị đi về hai buổi âm u. Gặp em ngoài phố mình như bạn, thời mộng trong bàn tay nắm nhau. Chị ngắt cho em hoa cúc nhỏ, em cười cái miệng mới xinh sao. Ngày xưa chị cũng như em chứ, cũng rất ngây thơ, rất ngọt ngào. Chị nhớ mỗi chiều tan học sớm, bạn bè đuổi bướm thật xôn xao. Những con bướm lượn trên bờ cỏ, chị cũng như em chạy đuổi mau. Bây giờ bướm biệt trên đường phố, em đuổi sương mù chơi chim bao. Này em lớp 6, này em nhỏ, gặp em rồi muôn thuở không quên. Trời ơi câu đó ngày hôm trước, ai rót vào hồn chị hỡi em. Sách trên tay chị nghe chừng nặng, sao cặp em đây vẫn nhẹ tên. Thôi nhé em về con phố dưới, giữ hoài cho chị tuổi hoa niên. Cảm ơn cô đọc lại bài thơ này. Hôm nay nhắc lại Sài Gòn, nắng mưa, những kỷ niệm của Sài Gòn. Khi mà nhớ lại những cái gì thơ mộng đẹp đẽ đó, chúng ta luyến tiếc, đó là chuyện đương nhiên. Và chương trình này giống như là một lời tâm sự của chúng ta đối với quý khán thính giả về một nỗi buồn chung khi mà chúng ta phải xa quê hương vì hoàn cảnh đất nước của chúng ta. Vì chúng ta muốn chọn một cuộc sống có ý nghĩa là cuộc sống tự do, thì chúng ta đánh đổi rất nhiều. Không dám chia sẻ thêm nữa, bởi vậy tôi xin phép cô để cùng với cô chào quý khán thính giả ở đây và chúng ta hẹn quý vị vào một cái dịp khác. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời giờ quý báu xem chương trình cùng với giáo sư Quyên Di và Minh Châu. Xin kính hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lời Vàng Ý Ngọc kỳ sau.